5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Trên web Tinh tế vừa đăng lên thông tin thật bất ngờ khiến nhiều người công giáo phải giật mình. Liệu câu chuyện trên có đúng hay không? Và chuyện đọc sai như vậy, bí tích có thành sự không? Theo trang web tinh tế.vn, linh mục đọc sai danh xưng suốt 26 năm, hàng nghìn người có thể phải làm lễ rửa tội lại. Hàng nghìn bí tích rửa tội tại một nhà thờ công giáo ở Arizona có thể đã bị xem là vô hiệu khi một linh mục đã dùng sai từ khi thực hiện nghi lễ. Theo đó, vị linh mục này đã đọc nhầm từ câu nói được Tòa Thánh Vatican công nhận là "Ta rửa tội cho con sang thành chúng ta rửa tội cho con trong suốt 26 năm. Chính sự nhầm lẫn này của cha, hàng nghìn bí tích rửa tội sẽ phải được thực hiện lại. Một số người còn cảm thấy các nghi thức hôn lễ của họ do vị linh mục này thực hiện còn không thực sự được công nhận. Một phép bí tích không hợp lệ, làm mất đi hiệu lực của các buổi lễ quan trọng khác như là kết hôn và những buổi lễ khác. Sai sót này được phát hiện vào năm ngoái. Sau đó, linh mục Azango đã quyết định từ chức hồi đầu tháng này và dành toàn bộ thời gian để khắc phục hậu quả của sự cố. Tôi rất buồn khi biết rằng mình đã thực hiện các phép bí tích không hợp lệ trong suốt sứ vụ của mình. Với tư cách là một linh mục, tôi đã thực hiện không chính xác. Tôi vô cùng hối hận về lỗi lầm của mình, và điều này đã gây ảnh hưởng đến nhiều người trong giáo xứ và người dân. Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để khắc phục. Đức giám mục Phó Thomas Ote cho biết, vấn đề ở danh xưng chúng tôi nằm ở chỗ. Nghi thức này chỉ do một mình Chúa Giê-xu, chỉ một mình Ngài có thể làm lễ rửa tội mà thôi. Dù vậy, tôi không nghĩ là cha Azango cố ý làm hại các tín hữu hay tước đi ân sủng của phép bí tích mang lại. Do đó, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cha Azango và tất cả những người bị ảnh hưởng từ sự cố đáng tiếc này. Cha Azango sinh ra tại Brazil và trở thành linh mục từ năm 1995. Cha đã chuyển đến Mỹ vào năm 2001 và làm việc tại một nhà thờ ở California, sau đó là ba nhà thờ khác ở khu vực Phoenix, gần đây nhất là Gregory. Hiện giáo phận Fo kêu gọi những người thực hiện phép bí tích rửa tội trước ngày 17 tháng 6 năm 2021 cần liên hệ cho giáo phận, đặc biệt là các hôn lễ để được tiến hành khắc phục. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thống hối ăn năn để con bóc phen ta xa đi lòng trái đau. Con bỏ phen ngã xa xin Chúa thứ tha.